Sáng nay, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 199 đại biểu đại diện cho hơn 5.600 đảng viên trong Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành hai mục tiêu quan trọng, đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa Mỹ Hào trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hưng Yên vào năm 2017. Đến năm 2019, Mỹ Hào là đơn vị hành chính đầu tiên được công nhận là thị xã mới sau ngày tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997. Đây là mốc son ghi nhận sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Mỹ Hào đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. 5 năm qua, kinh tế của thị xã tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thương mại dịch vụ. Nông nghiệp chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Thị xã tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được tăng cường. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 11,38% trên năm, vượt mục tiêu đại hội. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng, gấp 2,5 lần mục tiêu đại hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 19% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,37%, 100% các xã phường giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia về y tế, 39 trên 40 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị gắn với xây dựng chương trình hành động sát thực tế. Đến năm 2025, thu ngân sách đạt 2.800 tỷ. Phấn đấu xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2023. Phấn đấu cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Xây dựng nông thôn mới, hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân thị xã Mỹ Hào đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 26 là bước ngoặt quan trọng khi Mỹ Hào chuyển từ chính quyền huyện sang chính quyền đô thị. Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công hai nhiệm vụ quan trọng là xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị xã Mỹ Hào. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể. Thị xã Mỹ Hào là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp với nhiều khu cụm công nghiệp và hàng trăm dự án đầu tư đang hoạt động hiệu quả. Chúng ta cũng là địa phương có nhiều trung tâm, cơ sở sản xuất kinh doanh phụ trợ, xúc tiến thương mại. Người dân cần cù, năng động, sáng tạo, nhanh nhạy trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các địa phương trong vùng. Đây là những lợi thế mà chúng ta cần phát huy, tranh thủ để tạo ra sức bật mới cho phát triển. Tôi cho rằng thị xã chúng ta cần phải đặt chỉ tiêu cao hơn, có quyết tâm chính trị lớn hơn, phấn đấu xây dựng Mỹ Hào đạt đô thị loại 3, không phải là trong mà có thể trước 2023 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên vào 2025, chứ không phải là chúng ta cơ bản đạt các cái tiêu chí. Thì tôi đề nghị chúng ta cần phải đặt ra một cái mục tiêu cao hơn cho thị xã Mỹ Hào. Cần xác định Mỹ Hào không chỉ là một đô thị của tỉnh Hưng Yên, mà cần phải có tầm nhìn xa hơn. Mỹ Hào phải trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và phát triển, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí.
lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội. Ngày 6 tháng 8, đại hội bước sang ngày làm việc thứ 3 theo các nội dung đề ra và bế mạc đại hội.